Hey mọi người, hôm nay mình sẽ ăn một cái loại cá mà cực kỳ lạ luôn. Mình cũng mới tìm thấy á mọi người. Lần đầu tiên mình thấy một con cá mà nó dài như thế này luôn, nó như con rắn vậy đó. Nhìn mà không kỹ thì cứ tưởng nó là con rắn, nó là con lươn thôi. Đây là con cá chì voi đỏ nha mọi người. Mình mua hai con thì gần 2 kg. Và hôm nay mình sẽ làm cái món nướng muối ớt sa tế nha. Thì đầu tiên mình sẽ đâm cái muối ớt trước, rồi mình sẽ cho sa tế vào mình trộn lên. Mình cho thêm tí xíu bột ngọt để cho nó đệm cái vị lại, nó đỡ mặn hơn nha. Rồi mình trộn đều cho nó tan hết cái gia vị luôn. Cá sau khi mình mổ bụng, mình lấy ruột và làm sạch thì bây giờ mình sẽ khứa khứa như vậy nha, để mình ướp cho nó dễ thấm và nướng sẽ ngon hơn. Mình sẽ dùng cọ mình quét đều lên như vậy nè. Một tí nữa mình sẽ quét nhiều lần để nướng cho nó thấm vào nó ngon hơn á mọi người. Và mình sẽ nướng bằng cái nồi chiên không dầu của mình nha. Mình sẽ sắp lên giấy bạc một ít xả, rồi mình cho cá vào mình cuộn tròn lại như vậy nè. Là nói cái con cá gì mà dài quá trời quá đất là không có vừa cái nồi chiên luôn, phải cắt nó ra. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ 180 và vừa nướng vừa canh. Đây là sau khi nướng 5 phút và mình lấy ra mình quét thêm một lần nữa. Sau 20 phút con cá của mình đã hoàn thành và rất là thơm và ngon. Còn bây giờ mình mời mọi người ăn cá với Kim nha. Thật sự cái mùi cá rất rất là thơm luôn nè. Trên của cá rất là đẹp luôn nha, giòn thơm vừa tới luôn. Và sau khi ăn mình cảm nhận thì cá rất rất là ngon và ngọt thật. Tuy là ốm và dài nhưng mà nó rất rất là ít xương nha. Hình như là mình ăn mình không thấy xương luôn. Và nướng kiểu này mình nghĩ là nên ăn thêm một chén cơm nữa, nó rất là ngon nha mọi người. Cái vị cay nhẹ của sa tế nè, cái vị mặn mặn của muối và ớt nữa. Mình ngồi mình ăn say đắm đến nỗi mà mình ăn hết con cá hồi nào mình không hay luôn. Còn một con ngày mai mình sẽ nướng và ăn tiếp nữa.